Ra mắt với tư cách là main vocal của nhóm nhạc khủng long Blackpink, Rose được xây dựng hình ảnh theo phong cách chủ đạo của nhóm là mạnh mẽ cùng bứt phá. Bên cạnh đó, để có được ngày hôm nay, cả Rose và ba chị em còn lại, ai cũng phải học cách độc lập, kiên cường đối diện với những áp lực không tên mà nghề idol đem lại. Từ những căng thẳng tột độ khi làm thực tập sinh, lịch trình dày đặc khi trở thành thần tượng nổi tiếng, đến những lời chỉ trích thậm tệ từ dư luận, các cô gái ấy đều phải học cách vượt qua. Tưởng chừng sau 5 năm hoạt động đầy khó khăn, cô gái với vẻ đẹp ngọt ngào Rose sẽ mạnh mẽ bất khuất như hình tượng cô luôn đem đến cho khán giả. Nhưng không, cô gái nhỏ ấy vẫn là cô gái mong manh tựa sương mai, rất dễ tổn thương, rất dễ rơi lệ vì những nguyên nhân rất nhỏ. Phải chăng khi phải gồng mình chống chọi tất cả sẽ khiến con người ta dễ yếu đuối, dễ rơi lệ hơn hay không? Chúng ta cùng nhau điểm sơ qua những lần bông hồng Úc nức nở để hiểu hơn sự yếu đuối trong tâm hồn của cô gái ấy nhé. 1. Khóc khi nhắc tới người thân. Trong chương trình King of Mask Singer mà Rose tham gia, khi MC nhắc đến mẹ của cô, ngay lập tức bản thân đã không kiềm chế được cảm xúc. Cô đã cố nén nước mắt vì biết không nên khóc trên sóng truyền hình, nhưng có vẻ vì quá nhớ mẹ, lại sống xa gia đình trong một khoảng thời gian dài, khoảng cách về địa lý. Lịch trình không cho phép mà Rose hầu như không về thăm gia đình được, nên hễ cứ mỗi lần nhắc về người thân, nước mắt lại trực trào đầy xót xa. Khi được gợi ý rằng hãy nói gì với mẹ, Rose khiến nhiều người phải nghẹn ngào vì sự hiểu chuyện của cô nàng. Chào mẹ, con đang làm rất tốt tại Hàn Quốc, mẹ đừng lo lắng nhé. Con sẽ làm việc chăm chỉ và trở thành một ca sĩ tuyệt vời hơn, con sẽ làm mẹ tự hào, con yêu mẹ. Có lẽ điều tiếc nuối nhất trong những năm vừa qua của Rose là không được ở cạnh gia đình thân yêu, vì thế những người thân là điều khiến Rose phải yếu đuối nhất mỗi khi nhắc đến. Tuy nhiên vì để không ảnh hưởng đến chương trình mà Rose rất nhanh chóng lấy lại phong thái để tiếp tục, vừa thương nhưng cũng vừa khâm phục cô gái nhỏ này vì sự chuyên nghiệp của mình. 2. Khóc vì quá nhập tâm vào bài hát. Với giọng hát đầy nội lực cùng sự mới lạ mà những bài hát nhẹ nhàng tình cảm được Rose thể hiện rất tốt, như thể hòa nhịp con tim vào bài hát, đem đến cho người nghe nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Và trong chương trình Sea of Hope, Rose đã hóa thân thành cô phục vụ đáng yêu, đem đến cho khán giả bài hát Because I Love You đầy cảm xúc. Đến cao trào, nhiều người không khỏi lo lắng vì thấy Rose liên tục dùng tay lau đi nước mắt của mình. Chắc vì quá nhập tâm vào bài hát mà cô nàng đã bật khóc. Và khi biết được nguyên nhân cô khóc là vì bài hát này làm Rose nhớ gia đình, cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ dành cho cô. Qua lời bài hát khiến khán giả lại được dịp yêu thương cô gái nhỏ này hơn. Dù trên sân khấu Rose có mạnh mẽ tới đâu hay bản lĩnh như thế nào để đương đầu với khó khăn, thì sâu trong thâm tâm, Rose vẫn là cô gái có một tâm hồn mong manh, dễ bị những cảm xúc chi phối. 3. Khóc khi thấy Lisa đoàn tụ với ba mẹ. Đề tài gia đình luôn là điểm yếu của Rose, vì mỗi khi nhắc về nó cô đều không kiềm chế được. Như trong chương trình Blackpink House, khi tổ sản xuất dành cho cô bạn thân Lisa một điều bất ngờ là giúp cô có cơ hội gặp bố mẹ mình sau một khoảng thời gian xa cách. Lisa rất bất ngờ ôm chầm lấy bố mẹ mà khóc, thì ngay lúc đó Rose đứng bên ngoài cũng không kìm được nước mắt, xúc động khi cô bạn thân có cơ hội đoàn tụ cùng gia đình. Có thể thấy tình cảm của Rose và Lisa khá là tốt, đồng thời cũng cho thấy Rose là một con người của gia đình. Chắc hẳn lúc đó cô cũng rất muốn được ôm mẹ như Lisa. Dường như hiểu được điều đó, mẹ của Lisa đã dành cho Rose một cái ôm thắm thiết nhằm an ủi một người con gái đang nhớ mẹ. 4. Khóc vì chú cá cam. Cũng trong chương trình Blackpink House, khi hội chị em đang ngồi ăn uống với nhau rất vui vẻ, nhưng khi mẹ của Rose điện tới và báo chú cá cam của cô đã chết, Rose khiến hội chị em bất ngờ vì cô đã bật khóc. Có thể đây là chú cá đầu tiên bông hồng Úc nuôi và đã dành rất nhiều tình cảm, nên sự ra đi của nó khiến cô đau lòng. Rose quả thật là một con người rất tình cảm, không những yêu thương những người xung quanh mà ngay cả động vật cũng dành một tình cảm rất lớn. 5. Khóc vì cảnh đẹp. Rose chắc có thể là cô nàng mè nheo nhất trong hội chị em nhà hát Hường, vì dù là nguyên nhân lớn lao nhất hay đến đơn giản nhất, thậm chí có những nguyên nhân mà người ta không ai nghĩ có thể khiến một con người phải khóc, thì Rose cô lại làm được. Trong Blackpink House tại Thái Lan, khi hội chị em được dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng, view của bữa tiệc hôm đó rất đẹp vì có thể ngắm hoàng hôn và toàn cảnh thủ đô Bangkok từ trên cao. Chẳng hiểu thế nào, trong khi Jisoo, Jennie và Lisa đang trổ tài làm nhiếp ảnh gia với 7749 bức hình, thì Rose lại nhìn những cảnh vật trước mắt trong ngỡ ngàng. Chắc có thể vì vẻ đẹp của Bangkok trên cao quá tuyệt vời mà cô đã nước mắt lưng tròng. Không hiểu nổi mà, có nguyên nhân nào không làm Rose khóc không nhỉ? 6. Khóc vì phải bỏ học xa gia đình. Khi trở thành thực tập sinh, Rose lúc đó mới ở độ tuổi 15, đã phải rời xa gia đình, bỏ học không bạn bè người thân bên cạnh đến Hàn Quốc. Đây ắt hẳn là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất trong cuộc đời của Rose, nên khi có dịp chia sẻ tại Live Up The Sky, cô đã rất xúc động. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má là những giọt nước mắt của sự tiếc nuối khi không có những kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp cùng bạn bè đồng trang lứa.
Nó cũng là những giọt nước mắt đại diện cho nỗi nhớ nhung gia đình trong 4 năm làm thực tập sinh. Nhưng Rose à, từ bây giờ không cần phải khóc vì những năm tháng khó khăn phải xa gia đình, phải tập luyện mỗi ngày nữa, vì thành công của hiện tại đã chứng minh cho nỗ lực tại quá khứ của bản thân đã làm rất tốt. Gia đình hiện đang rất tự hào về cô. Từ giờ hãy chỉ rơi nước mắt khi nào hạnh phúc thôi nhé. 7. Khóc khi lần đầu tiên nhận được giải tân binh. Sau 5 năm hoạt động, giờ đây, khi cùng nhau nhìn lại khoảng thời gian trước, từ khi còn làm thực tập sinh cho tới lúc ra mắt, Blackpink luôn phải đối diện những thử thách vô cùng khó khăn. Nên khi nhận được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp tân binh của năm, lúc ấy các chị em của chúng ta đã hạnh phúc tới nhường nào. Ai nấy đều có một đôi mắt sáng long lanh cùng nụ cười rạng rỡ của hạnh phúc. Rose cũng như vậy, nhưng có điều cô đã không kìm được cảm xúc như các chị, không giỏi che đậy cảm xúc. Một cô gái yếu đuối vì quá vui mừng mà rơi lệ. Một cô gái mau nước mắt như Rose, dù có mang trên mình lớp ngụy trang dày tới đâu, thì khi đối diện với những chuyện xúc động, thì lớp ngụy trang tưởng chừng kiên cố ấy sẽ bị lột ra một cách dễ dàng. 8. Khóc vì trải qua thời gian khó khăn. Khi tham gia chương trình Noel Bros, Rose đã cùng tham gia với người chị thân thiết Harry. Từ đây chúng ta có thể thấy được nhiều nỗi khổ tâm của Rose cũng như tình cảm chân thành giữa hai idol trong làng giải trí. Cô phải đối diện với hàng trăm, hàng nghìn những áp lực cùng căng thẳng. Và đặc biệt tại thời điểm đó rất ít người có thể tin tưởng để chia sẻ, phải đối diện với tất cả sóng gió một mình. Lúc đó bản thân như gục ngã vì kiệt sức và mệt mỏi. Nhưng theo Rose chia sẻ, chính chị ấy đã cho cô nhiều động lực. Tôi không biết tại sao, lúc đó tôi đã trải qua một khoảng thời gian thực sự khó khăn. Nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào và cũng không muốn nói về nó. Chị Harry đã nói với tôi rằng tốt hơn là tôi nên nói về mọi thứ hơn là giữ kín tất cả. Và cô ấy hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, tôi đã thành thật nói với chị ấy mọi thứ trong khi khóc cạn nước mắt. Đúng là khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn. Rose đã khóc rất nhiều, và khi nhắc lại cô vẫn khóc như ngày đầu. Nhưng tất cả đã qua rồi. Chúng ta cùng nhau đồng hành với Rose nhé các Linh, để cô gái ấy không đơn phương độc mã trên con đường sắp tới nữa. Rose thật sự rất mong manh, dù lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, nhưng rất dễ bị tổn thương bởi những nguyên nhân nhỏ nhất, giống như vẻ đẹp tự sương mai của mình. Cô gái ấy sẽ khó mà vượt qua được những cơn bão giông của cuộc đời. Thử tưởng tượng xem những lúc Rose bị dư luận chửi rủa là bất tài, vô dụng hay những căng thẳng khi còn làm thực tập sinh, cô đã phải khó khăn dừng nào, phải có nghị lực phi thường lắm, thì một cô gái mau nước mắt dễ xúc động mới có thể đứng dậy để đi tới ngày hôm nay. Thật sự rất khâm phục cô gái nhỏ ấy, và giờ đây các Linh đã hiểu hơn về Rose, hiểu cô chỉ là giả vờ gai góc để chống chọi lại miệng lưỡi dư luận thôi, nên chúng ta hãy ở bên cạnh, cùng chia sẻ những buồn vui, giúp những giọt nước mắt của Rose rơi xuống đều là của sự hạnh phúc, chứ không còn là những đớn đau nữa nhé. Còn theo các bạn, khoảnh khắc nào là đau lòng nhất của Rose và chủ đề tiếp theo các bạn muốn làm là gì? Hãy cùng bình luận phía dưới cho tụi mình được biết với. Còn bây giờ các bạn nhớ là hãy đăng ký và ấn chuông thông báo để đón chờ video tiếp theo của chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.